Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới vừa tổ chức phát động cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiến thức kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn các hành vi ứng xử văn quá khi tham gia giao thông, những điều cần biết trong các luật mới ban hành như luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội Vcnet và các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương dẫn đường link liên kết với cuộc thi atgt.đảngcộngsản.vn.